tiền rồi. Những búa đầu tiên của xe cả để mà hạ cổng cũ nha mọi người, chuẩn bị lên cổng mới nha. Những búa đầu tiên để mà hạ cổng cũ của chùa, chuẩn bị xây cổng mới nha mọi người. Đây Phật tử cũng đang đến chùa để mà chứng kiến cảnh hạ cổng cũ đó mọi người. Và xe cuốc chuẩn bị dỡ cổng cũ nha mọi người. Khoảng cách gần quá mình không có đứng gần xe cuốc, mình đứng bên lộ cho mọi người thông cảm nha. Công đoạn phá dỡ cổng cũ rất là lâu các mọi người, nên mình chỉ quay ở thời gian còn rất là dài, mình định tạm dừng ở đây nha.